Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai nội dung chính sau đây. 1. 8 món ăn sáng trường thọ, biết sớm, khỏe sớm, rất ít mắc bệnh. 2. Bác sĩ tiết lộ cách uống cà phê giúp sống thọ hơn, khỏe mạnh hơn, chữa khỏi cả đống bệnh, ai cũng nên biết để uống sớm, bổ sớm. Sau đây là nội dung đầu tiên. 1. 8 món ăn sáng trường thọ, biết sớm, khỏe sớm, rất ít mắc bệnh. Đứng ở vị trí đầu tiên là bánh mì đen. Đây chắc chắn là một món ăn sáng rất tuyệt vời. Để kết hợp với quả bơ, giúp cho bạn có một bữa sáng ngon miệng và lành mạnh. Theo nhiều nghiên cứu, từ tạp chí dinh dưỡng, thì bánh mì đen là loại bánh mì được làm từ lúa mạch nguyên cám, có chứa ít đường hơn so với bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh luyện. Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy, bánh mì đen sẽ giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh. Sở dĩ nói bánh mì đen rất tốt cho sức khỏe là bởi vì trong bánh mì có một lượng mạch nha, được làm từ bột mì lúa đại mạch, kiểu mạch nảy, lúa nếp nảy mầm nguyên cám. Có dùng men trong mầm thóc để đường hóa. Thường xuyên ăn bánh mì đen sẽ giúp bạn có một sức khỏe tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới năng động. Đứng ở vị trí thứ hai là cháo yến mạch. Cháo yến mạch vốn nổi tiếng là thực phẩm được nhiều người lựa chọn. Trong thực đơn buổi sáng, yến mạch vốn là nguồn cung cấp vitamin nhóm B, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hơn nữa, yến mạch chứa chất chống oxy hóa cao, cung cấp sắt, kẽm, canxi, protein và nhiều dinh dưỡng khác, giúp bổ máu và tim. Đặc biệt, nó giúp giảm cholesterol và ngăn mầm móng gây ung thư. Mỗi buổi sáng, bạn chỉ cần ăn một bát cháo yến mạch sẽ có cảm giác no lâu, đầy đủ năng lượng, giảm mỡ bụng nhanh chóng và không phải lo sự tấn công của mỡ thừa. Thứ ba, chuối là sự lựa chọn tuyệt vời cho buổi sáng. Bạn có thường xuyên ăn chuối vào buổi sáng hay không? Nếu có thì xin chúc mừng bạn, bởi đây là thói quen rất tốt cho sức khỏe, nhất là khi ruột của bạn gặp vấn đề về tiêu hóa. Hay bạn đang bị táo bón thì bạn nên ăn chuối, vì đây là loại trái cây hoàn hảo cho buổi sáng của bạn. Việc tiêu thụ nhiều chất xơ từ rau và trái cây như chuối liên tục có thể giúp hỗ trợ giảm cân. Đồng thời, chuối cũng thúc đẩy các chất khó tiêu hóa ra ngoài, giảm áp lực cho ruột và dạ dày. Kali trong chuối rất cần thiết cho việc kiểm soát huyết áp và chức năng thận khỏe mạnh. Hơn nữa, chuối chứa một lượng vừa đủ magie. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Đó chính là một vài lý do tại sao chuối là một trong những loại trái cây tốt nhất cho bữa ăn sáng. Bạn nên thêm vào thực đơn ăn sáng của mình một quả chuối để không bao giờ gặp các vấn đề về tiêu hóa như táo bón. Một lưu ý nhỏ là với người có vấn đề về dạ dày, nên tránh ăn chuối khi bụng đói hoặc quá no. Thứ tư, ăn trứng vào buổi sáng rất tốt cho cơ thể. Chắc bạn sẽ không quá bất ngờ khi biết rằng ăn trứng vào buổi sáng không chỉ tăng cảm giác no lâu, giảm lượng calo vào bữa ăn tiếp theo mà còn giúp duy trì lượng đường và insulin trong máu ổn định. Ngoài ra, lòng đỏ trứng có chứa lutein và gantin. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Trứng cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của não và gan. Trứng cũng rất đa năng, có thể luộc nhanh, chiên xào, ốp la. Thứ năm, lợi ích từ việc ăn khoai lang buổi sáng. Trong khoai lang có nguồn dinh dưỡng vô cùng đa dạng. Đây là một loại thực phẩm dễ ăn, giá rẻ và rất hữu ích cho sức khỏe. Khoai lang có vị ngọt tự nhiên, nhưng không làm tăng lượng đường trong máu. Lượng đường trong khoai lang từ từ thẩm thấu vào máu, giúp duy trì đường huyết ở mức ổn định, cân bằng nguồn năng lượng cho cơ thể. Theo trường đại học Harvard, ăn sáng bằng khoai lang cung cấp rất nhiều chất xơ, giúp giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch và các loại ung thư như ung thư dạ dày hay trực tràng, ung thư buồng trứng. Khoa học chứng minh, trong khoai lang giàu các chất dinh dưỡng và một số chất chống oxy hóa,
đặc biệt có một loại protein giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, ăn khoai lang còn cung cấp cho cơ thể nguồn vitamin C dồi dào, giúp tăng sản xuất collagen cho làn da luôn tươi trẻ và tăng độ đàn hồi. Vitamin C cũng rất cần thiết cho xương và răng, tốt cho tiêu hóa và giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi. Thứ 6, sữa chua Hy Lạp cho bữa sáng thêm bổ dưỡng. Sữa chua Hy Lạp là một lựa chọn bổ sung giàu protein, phù hợp hoàn hảo với một số thực phẩm khác. Có trong danh sách này như quả mọng, bơ, hạt đậu, thậm chí là trứng. Đây thực sự là một lựa chọn phù hợp cho một bữa sáng cung cấp đủ dưỡng chất, tốt cho xương và các chất probiotic hỗ trợ miễn dịch. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe khác, như giữ hệ tiêu hóa của bạn chạy trơn tru, giúp bạn cảm thấy phấn chấn hơn và mang lại cho bạn một sự lựa chọn ít chất béo, mà không làm mất đi các chất dinh dưỡng khác. Thứ 7, hạt lanh giúp bữa sáng hoàn hảo hơn. Những hạt nhỏ này làm giảm lượng đường trong máu, cải thiện sự nhạy cảm với insulin và được tìm thấy để bảo vệ chống lại ung thư vú. Các nghiên cứu đăng trên tạp chí ung thư quốc tế cho thấy, các hợp chất chứa trong hạt lanh có thể là mầm hạt giống. Sử dụng loại hạt tí hon này trong thực đơn ăn sáng là cách để tăng cường miễn dịch, kiểm soát đường huyết, chống oxy hóa, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ. Quý vị thân mến, bệnh từ miệng mà ra, dinh dưỡng chính là yếu tố then chốt để tạo ra một cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật. Qua chương trình hôm nay, quý vị là những người nội trợ thông minh để chọn những thực phẩm hợp lý cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Rất mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp hữu ích cho quý vị. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. 2. Bác sĩ tiết lộ cách uống cà phê giúp sống thọ hơn, khỏe mạnh hơn, chữa khỏi cả đống bệnh. Ai cũng nên biết để uống sớm, bổ sớm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, cà phê là thức uống nổi tiếng và phổ biến trên toàn thế giới, được rất nhiều người ưa thích. Đa số chúng ta sử dụng cà phê để tăng thêm tỉnh táo, kích thích trí tuệ. Tuy nhiên, cà phê còn có rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai trong chúng ta cũng biết đến, như cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tiểu đường, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng cà phê có thể giúp chúng ta sống thọ và sống khỏe hơn. Tuy nhiên, đó là khi chúng ta dùng đúng, còn nếu dùng sai thì có thể gây hại cho sức khỏe và tính mạng. Vậy thì uống cà phê ra sao cho đúng cách và tăng cường sức khỏe thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đã từ lâu thì nhiều người trong số chúng ta có thói quen uống cà phê để khởi động ngày mới. Cà phê tuy đa dạng và phổ biến là thế, nhưng tác dụng của cà phê là gì? Uống cà phê có lợi hay hại đối với sức khỏe của chúng ta thì không nhiều người biết. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị 11 công dụng thần kỳ của cà phê đối với sức khỏe, nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về loại thức uống này. Về mặt dinh dưỡng, các chuyên gia bác sĩ cho biết, cà phê là một chất chống oxy hóa rất mạnh và giàu chất kích thích. Trong đó có caffeine. Một ly cà phê nhỏ chứa tới 100mg caffeine, trong khi một ly trà xanh cùng cỡ chỉ chứa 28mg. Ngoài ra, cà phê còn có rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B2, B5, folic, mangan, kali, magie và phốt pho. Sau đây, những lợi ích của cà phê đối với sức khỏe của chúng ta. Công dụng số 1, ngăn ngừa ung thư. Nguyên nhân chính dẫn đến công dụng của cà phê trong việc phòng ngừa ung thư chính là chất caffeine. Đây là một chất cực kỳ tốt cho cơ thể. Các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh được cà phê có thể giúp phòng ngừa lên đến 20 loại ung thư khác nhau như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư da, ung thư vú, v.v. Công dụng số 2, giảm nguy cơ đột quỵ. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, cà phê có công dụng ngăn ngừa các bệnh về cao huyết áp và tim mạch. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc chống các cơn đột quỵ, giúp máu lưu thông đều và ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Công dụng số 3, giảm nguy cơ mắc bệnh gan. Cà phê là thức uống rất tốt cho những người có vấn đề về gan.
Người uống cà phê có tác dụng làm giảm tổn thương gan tới 80% và giảm nguy cơ tử vong do ung thư da lên đến 40%. Tuy nhiên, nếu quý vị và các bạn sử dụng những loại cà phê kém chất lượng, thì gan của chúng ta không những không được nuôi dưỡng, mà còn có thể bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến xơ gan, ung thư gan. Chính vì thế, quý vị và các bạn nên sử dụng các loại cà phê nguyên chất có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để nhận thấy những lợi ích của cà phê. Công dụng số 4. Giảm nguy cơ mất trí nhớ. Các hoạt chất trong cà phê có tác dụng bảo vệ thần kinh, cải thiện trí nhớ một cách hiệu quả. Điều này giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh về suy giảm trí nhớ như Alzheimer, giúp người sử dụng luôn có tinh thần tỉnh táo, ghi nhớ lâu hơn. Ngoài ra, một số hợp chất trong cà phê còn có tính chất kháng viêm, giúp bảo vệ thần kinh và làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson lên đến 60%. Đây là một bệnh thoái hóa thần kinh cực kỳ nguy hiểm. Công dụng số 5. Ngăn nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cà phê rất tốt với các bệnh nhân bị đái tháo đường. Trong cà phê còn có chứa các hoạt chất có khả năng kháng viêm, chống lại sự rối loạn nội môi. Các loại hợp chất trong cà phê còn có thể điều tiết insulin hiệu quả, giảm nguy cơ tử vong và các biến chứng khác do tiểu đường gây ra. Công dụng số 6. Kéo dài tuổi thọ. Thường xuyên uống cà phê sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch của quý vị và các bạn. Uống cà phê hàng ngày còn có thể khiến hệ miễn dịch khỏe hơn, tăng cường đề kháng, tăng lợi khuẩn, giúp hạn chế tình trạng đổ bệnh do virus, vi khuẩn xâm nhập, giúp kéo dài tuổi thọ lâu hơn. Những người uống cà phê đen thường xuyên có thể sống lâu hơn những người không uống hoặc ít uống. Với khả năng chống lão hóa tuyệt vời, mỗi ngày uống một tách cà phê đen nguyên chất có thể giúp quý vị và các bạn trông trẻ hơn và khỏe hơn. Công dụng số 7. Tăng cường khả năng sinh lý. Sử dụng cà phê đúng cách với một hàm lượng vừa phải sẽ giúp sức khỏe dẻo dai và có thể tăng cường sức khỏe sinh lý ở nam giới. Nam giới thường xuyên uống cà phê ít có nguy cơ bị liệt dương hơn những người bình thường. Quý vị và các bạn có thể uống cà phê mỗi ngày hoặc sử dụng cà phê trước khi quan hệ tình dục khoảng 1 tiếng là hợp lý nhất. Công dụng số 8. Giảm căng thẳng. Nếu quý vị và các bạn là người có công việc bận rộn, thường xuyên cảm thấy lo lắng, căng thẳng thì cà phê chính là thức uống giúp chế ngự mọi cảm giác mệt mỏi. Trong cà phê có dopamine, có tác dụng giúp quý vị và các bạn giải tỏa căng thẳng và khỏe khoắn hơn. Năng lượng có được từ cà phê sẽ giúp quý vị và các bạn cảm thấy thư thái, vui vẻ để làm việc hiệu quả hơn. Công dụng số 9. Giảm đau đầu. Trong cà phê có hàm lượng hợp chất caffeine, một chất có khả năng đẩy lùi cơn đau đầu hiệu quả. Đa phần các loại thuốc giảm đau trên thị trường đều có chứa caffeine. Vì vậy, sử dụng cà phê cũng là một cách chống lại các cơn đau đầu nhanh chóng, an toàn. Công dụng của cà phê trong việc hỗ trợ giảm đau đầu đã được nhiều chuyên gia công nhận. Công dụng số 10. Hỗ trợ điều trị bệnh gút. Có thể quý vị và các bạn chưa hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh gút. Đó chính là sự tăng nồng độ axit uric trong máu, tích tụ dần dần tại các khớp, khiến các bạch cầu tấn công, gây ra các cơn đau khó chịu. Trong trường hợp này, uống cà phê có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh gút nhờ khả năng ức chế sản xuất axit uric. Nhưng nếu không biết cách sử dụng cà phê thì còn có thể gây ra những tác hại không đáng có đối với sức khỏe. Vậy tác hại của việc uống cà phê không đúng cách là gì? Thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Số 1. Tác hại khi uống cà phê quá nhiều. Uống cà phê hàng ngày với liều lượng vừa phải có thể giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, khi uống cà phê quá nhiều có thể gây đau đầu, lo lắng và hồi hộp, đi tiểu thường xuyên, đau dạ dày, tim đập nhanh, co thắt cơ bắp. Một số người tuyệt đối không nên uống cà phê như người bị bệnh suy thận, người bị mỡ máu, huyết áp cao, người lớn tuổi, người hay căng thẳng về thần kinh. Số 2. Cà phê có tác dụng không tốt cho phụ nữ mang thai. Như quý vị và các bạn đã biết, thì trong cà phê có caffeine. Chất này có thể gây tăng kích thích tuần hoàn máu ở phụ nữ mang thai, khiến thai nhi dễ bị dị tật. Ngoài ra, nếu trong thời kỳ mang thai mà bà bầu lạm dụng cà phê có thể khiến rối loạn nhịp tim của thai nhi, dẫn đến nguy cơ sảy thai rất cao.
Trong trường hợp vẫn muốn uống cà phê thì các bà bầu nên chọn loại có nồng độ caffeine thấp và uống với lượng vừa phải để tránh những rủi ro không đáng có. Quý vị và các bạn thân mến, buổi sáng là thời điểm có tính chất quyết định đối với sức khỏe và cà phê cũng là một thức uống phổ biến mang rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta cần biết cách sử dụng một cách hợp lý cũng như duy trì những thói quen tốt vào buổi sáng để cơ thể ngày càng khỏe mạnh. Hy vọng rằng với những thông tin trong chương trình hôm nay, quý vị và các bạn có thêm những kiến thức hữu ích để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.